Người hâm mộ nức lòng khi bầu vượng nổ siêu bom tấn, cùng bầu đức vực dậy đội tuyển Việt Nam, thầy Park ký hợp đồng. Kính thưa quý khán giả thân mến, đáp ứng mong mỏi của người hâm mộ bầu vượng kích nổ siêu bom tấn làm trao đảo Đông Nam Á, cùng bầu đức vực dậy đội tuyển Việt Nam, thầy Park ký hợp đồng. Sau chiến dịch Asian Cup 2023, dư luận một lần nữa dậy sóng trước thông tin bầu đức chi tiền tấn, triệu mộ huấn luyện viên Park Hang-seo về dẫn dắt đội tuyển Việt Nam một mối quan tâm lớn khác của người hâm mộ là câu hỏi ai trả lương cho chiến lược gia người hàn quốc và mức đãi ngộ cụ thể như thế nào chúng ta biết rằng hiện tại công việc kinh doanh của bầu đức không được thuận lợi nếu bầu đức phải chi trả thêm tiền lương cho huấn luyện viên park hang seo thì sẽ rất khó khăn với ông bầu của hoàng anh gia lai biết được điều này hàng loạt tỷ phú việt nam đã lên tiếng sẵn sàng chung tay cùng bầu đức chi hàng nghìn tỷ đồng trả lương cho huấn luyện viên park hang seo họ sẵn sàng thể hiện trách nhiệm với bóng đá nước nhà bằng cách trả lương cho huấn luyện viên park hang seo chỉ cần vff chiêu mộ vị huấn luyện viên người hàn quốc bầu đức hiện tại và hoàng anh gia lai đang rất khó khăn nhưng do tình yêu bóng đá ông vẫn sẵn sàng tài trợ cho vff trả toàn bộ tiền lương cho ông park hang seo và nghiên cứu tìm cách sốc lại đội tuyển nhiều nguồn tin tiết lộ tỷ phú phạm nhật vượng có những động thái tái đầu tư vào nền bóng đá việt nam tập đoàn Vingroup mong muốn cùng Hoàng Anh Gia Lai trả tiền lương cho huấn luyện viên Park Hang-seo mà không đòi hỏi quyền lợi gì khi tham gia tài trợ cho bóng đá Việt Nam. Trả lời truyền thông, một lãnh đạo Vingroup xác nhận bóng đá Việt Nam hiện tại có nền tảng với lứa cầu thủ giỏi như Hùng Dũng, Văn Toàn, Hoàng Đức, Văn Thanh, Công Phượng nhưng không có thời giỏi. Ước mơ tham dự World Cup và khát khao chiến thắng Thái Lan đã thổi thúc tỷ phú Phạm Nhật Vượng tái đầu tư vào bóng đá Việt Nam. Bầu Đức đã không tiếc công sức mời một huấn luyện viên giỏi như ông Park Hang Seo để dìu dắt đội tuyển. Tiền lương của ông ấy không phải là vấn đề với tiềm lực kinh tế vững mạnh của tập đoàn Vingroup, sẵn sàng hỗ trợ trả lương cho ông Park. Nếu huấn luyện viên Park Hang Seo trở lại dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam, tập đoàn Vingroup sẽ gửi tặng riêng cho huấn luyện viên Park Hang Seo một căn nhà mang phong cách Hàn Quốc trị giá 3 tỷ đồng, một chiếc ô tô và nhiều vật phẩm giá trị khác nếu không chưa mộ nổi huấn luyện viên park hang seo thì người hâm mộ chắc chắn sẽ rất thất vọng và câu hỏi sẽ là đội tuyển việt nam liệu có giữ được vị thế hiện nay của mình hay không chứ chưa thể nói tới việc tiếp tục đi xa hơn nữa ngày xưa đội tuyển là nơi những cầu thủ xuất sắc nhất của nền bóng đá góp mặt giờ tuyển việt nam như trung tâm đào tạo thử nghiệm cầu thủ trẻ thử nghiệm chiến thuật giữ bóng huấn luyện viên châu siêu này luôn nói áp dụng lối chơi cầm bóng và tấn công nhưng kết quả thì rất kém Tôi tin ông Châu Sìa sẽ dẫn dắt đội tuyển Việt Nam đi từ thất bại này đến thất bại khác. VFF nên xem xét, sa thải ông ấy ngay lập tức. Chúng tôi tin tưởng với năng lực, kinh nghiệm, tầm nhìn và tình yêu bóng đá dành cho Việt Nam, tập đoàn Vingroup sẽ tiếp nối tinh thần và sứ mệnh của Bầu Đức nhằm đưa bóng đá Việt Nam tiến xa hơn trong tương lai. Chưa dừng lại ở đó, tập đoàn Vingroup cũng sẽ chi trả toàn bộ số tiền cho đội ngũ trợ lý của ông Park số tiền để trả cho đội ngũ trợ lý người Hàn Quốc cũng không kém số tiền lương mà Vingroup phải trả cho huấn luyện viên Park Hang-seo. Năm 2018, tập đoàn Vingroup của ông Phạm Nhật Vượng chính là đơn vị tổng tài trợ mua bản quyền cho hai giải đấu lớn là vòng chung kết World Cup và ASEAN 2018. Khi các đài ở Việt Nam gặp khó khăn trong việc đàm phán, thành công của bóng đá Việt Nam trong những năm qua không thể không kể đến công sức của ông Đoàn Nguyên Đức, chủ tịch tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai. Ngoài những khoản chi cho VFF trả lương, ông còn là người xây dựng nên cái nôi để phát hiện và nuôi dưỡng các tài năng cho bóng đá nước nhà như Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường, Tuấn Anh. Những cầu thủ trẻ được đào tạo tại Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai từ khóa 1 của Bầu Đức có thể khẳng định Chủ tịch câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai là người luôn góp công góp sức cho bóng đá Việt Nam. Chuyện Vingroup quay trở lại làm bóng đá khiến nhiều người kỳ vọng sẽ mang lại trái ngọt cho nền bóng đá nước nhà nhiều người hy vọng trong tương lai bên cạnh những bầu đức, bầu hiển sẽ có thêm một bầu vượng để cùng tiếp sức, chia lửa, đem lại niềm tự hào cho hàng triệu con tim yêu trái bóng tròn. Sự vực dậy của nền bóng đá Việt Nam như hiện nay phải ghi nhớ công lao của bầu đức. Bầu đức rất hào phóng với bóng đá Việt Nam. Hiện tại, ông Chelsea đã làm hỏng toàn bộ bóng đá Việt Nam ở mọi cấp độ. Tay này chỉ giỏi nói suông mà thôi. Ông ấy không xứng đáng làm huấn luyện viên đội bóng bóng làng ở quê chưa đừng nói đến làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam. Cảm ơn tỷ phú Phạm Nhật Vượng, người hâm mộ ủng hộ cái tâm, cái tầm của Bầu Vượng. Ông đã làm tất cả, chi nhiều kinh phí để bóng đá Việt Nam phát triển. Cảm ơn ông Phạm Nhật Vượng, ông đã làm điều kỳ diệu, nâng tầm bóng đá Việt Nam. Người hâm mộ thật hạnh phúc vì có một người tuyệt vời như ông. VFF nên cho ông Chelsea nghỉ luôn được rồi. Ông ấy ngồi hô to giấc mơ World Cup, Indo còn không thắng được thì World Cup cái gì? nói là kiểm soát bóng nhưng trên sân đối phương việt nam không phối hợp nổi phòng ngự thì ba trận thủng tám bàn một huấn luyện viên mà đội công cùn thủ kém mà còn nói là đang tiến bộ ông ấy tưởng bóng đá việt nam kém tới mức không thấy ông ấy đang làm rất tệ hay sao sea games thua thì nói chờ đến asian cup thua asian cup thì nói chờ vòng loại world cup rồi thua tiếp vòng loại world cup thì còn gì nữa trước đó bầu đức cũng nhắc đến sự bảo thủ đến kỳ lạ của ông châu siêu khi không dùng lớp cầu thủ cũ kết hợp với các cầu thủ trẻ, đàn em để cùng tiến bộ và tích lũy kinh nghiệm. Cầu thủ trẻ mắc lỗi là chuyện tất yếu, nên họ mới cần cách sử dụng và kết hợp thật khéo léo với các đàn anh. Chuyên môn thì chúng tôi không bàn đến, chứ riêng về cách dùng người của ông châu sier này là quá tệ. Tuyển Việt Nam đang trải qua giai đoạn khó khăn với những kết quả không như ý diễn ra liên tiếp trên sân bóng đã có thêm nhiều câu hỏi khác liên quan đến huấn luyện viên châu sier và những vấn đề ngoài sân cỏ về mối quan hệ của ông với các cựu binh của người tiền nhiệm Park Hang Seo, về thái độ của ông với báo chí, về cả những vấn đề liên quan chuyện liệu người phiên dịch có làm thoát ý của ông trước công luận hay không. Đó là một bầu không khí căng thẳng và khó thở sau một chiến dịch để lại nhiều nỗi buồn. Dĩ nhiên, mọi chuyện sẽ khác đi nếu có ít nhất một điểm trước Indonesia hoặc chí ít là không để thua lãng xẹt ở những giây cuối cùng trước Iraq. Chúng tôi đã kiểm tra lịch sử Chelsea ông ta phá nát câu lạc bộ thâm quyến bằng việc loại hết cầu thủ kinh nghiệm ngôi sao. Ông ta lấy toàn cầu thủ trẻ và sau một năm câu lạc bộ tan nát, cổ động viên đã xô sát với ông ta và bị sa thải. Kịch bản ông ta đang áp dụng lại với bóng đá Việt Nam hiện nay, sự tụt dốc cũng giống như thâm quyến. Thất bại của Thái Lan trước Uzbekistan cho thấy kỳ tích Asian Cup 2019 của huấn luyện viên Park Hang-seo rất khó phá. Tối 30 tháng 1, Thái Lan có màn trình diễn ấn tượng trước tuyển Uzbekistan nhưng không thể đi tiếp. Thất bại 1-2 của Thái Lan phản ánh đúng trình độ và màn trình diễn của hai đội. Dù voi chiến rất cố gắng nhưng không thể san bằng được khoảng cách về đẳng cấp so với Uzbekistan. Thái Lan đã trải qua hơn 50 năm chưa thể vào tứ kết Asian Cup. Mọi thứ càng trở nên khó khăn khi giải đấu đã thay đổi thể thức với việc thêm vòng 16 đội. Đây cũng là thách thức chung của nền bóng đá Đông Nam Á bởi rất khó để chen chân vào top 8 đội mạnh nhất ở Asian Cup. Trong hai kỳ Asian Cup gần nhất, Đông Nam Á có ba đội vượt qua vòng bảng gồm có Việt Nam, Thái Lan hai lần và Indonesia. Việt Nam là đội duy nhất ở Đông Nam Á vào đến tứ kết Asian Cup. Sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các doanh nhân như Bầu Đức và tỷ phú Phạm Nhật Vượng cùng với việc chiêu mộ các huấn luyện viên có tâm và có tầm như ông Park Hang-seo đã mở ra hy vọng mới cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Những nỗ lực không mệt mỏi của họ không chỉ thúc đẩy đội tuyển Việt Nam phát triển mạnh mẽ mà còn góp phần nâng cao vị thế của bóng đá khu vực trên đấu trường quốc tế. Trong khi đó, vấn đề về chiến lược và cách dùng người của huấn luyện viên Châu đang là đề tài tranh cãi trong cộng đồng người hâm mộ. Sự lựa chọn cầu thủ và chiến thuật không phù hợp đã dẫn đến kết quả không như mong đợi, đặt ra nhiều dấu hỏi lớn về tương lai của đội tuyển. Những bình luận và phản hồi từ người hâm mộ cho thấy sự quan tâm sâu sắc và mong muốn được chứng kiến sự thay đổi tích cực, đặc biệt là việc cải thiện về mặt chiến thuật và kỹ thuật. Dù phải đối mặt với nhiều thách thức và áp lực, nhưng với sự đầu tư mạnh mẽ, sự quan tâm của cộng đồng doanh nhân và niềm đam mê bất tận của người hâm mộ, bóng đá Việt Nam vẫn đang trên con đường phát triển, không ngừng nỗ lực vươn lên để đạt được những thành công lớn hơn nữa. Hy vọng rằng, với sự hỗ trợ và đồng lòng từ tất cả mọi người, bóng đá Việt Nam sẽ sớm đạt được những mục tiêu lớn và khẳng định vị thế của mình trên đấu trường quốc tế. Tiếp tục hành trình, bóng đá Việt Nam không chỉ dừng lại ở việc thể hiện sức mạnh tại khu vực Đông Nam Á mà còn hướng tới việc cạnh tranh và ghi dấu ấn tại các đấu trường lớn hơn như Asian Cup và thậm chí là World Cup. Sự hỗ trợ mạnh mẽ từ cộng đồng doanh nhân, sự tận tâm của các huấn luyện viên và sự đồng lòng của người hâm mộ tạo nên một sức mạnh lớn giúp bóng đá Việt Nam không ngừng tiến xa và phát triển mạnh mẽ. Trong bối cảnh đó, mỗi bước đi, mỗi quyết định về mặt chiến thuật, chuyển nhượng cầu thủ hay chiến lược phát triển dài hạn đều cần được cân nhắc kỹ lưỡng nhằm đảm bảo rằng đội tuyển không chỉ giữ vững phong độ mà còn không ngừng nâng cấp về mọi mặt. Đặc biệt, việc đào tạo và phát triển lứa cầu thủ trẻ, đảm bảo nguồn cầu thủ chất lượng cao cho tương lai là một trong những ưu tiên hàng đầu. Đồng thời, việc liên tục đầu tư cải thiện cơ sở vật chất, huấn luyện và chăm sóc sức khỏe cho cầu thủ cũng là những yếu tố quan trọng góp phần tạo nên sức mạnh và độ bền vững cho bóng đá Việt Nam. Sự hợp tác và hỗ trợ từ các đối tác nhà tài trợ cũng như chính sách phát triển thể thao từ phía chính phủ cần được thực hiện một cách đồng bộ và hiệu quả nhằm tạo ra một môi trường lý tưởng cho sự phát triển của bóng đá nước nhà. Trong tương lai, người hâm mộ kỳ vọng rằng với sự đầu tư đúng đắn, bóng đá Việt Nam sẽ không chỉ tạo ra những giây phút thăng hoa trên sân cỏ cò, mà còn trở thành niềm tự hào của thể thao Việt Nam, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam ra trường quốc tế bóng đá không chỉ là môn thể thao vua mà còn là cầu nối mang lại niềm vui sự đoàn kết và tinh thần quốc gia đồng hành cùng việt nam trên hành trình chinh phục những đỉnh cao mới